Phật. Nam mô A Di Đà 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 Nam mô A Di Đà Phật. 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 À, rất là quý các cô luôn. Cô ơi, mình đoàn mình đến từ Nha Trang hả cô? Trời ơi, xa quá. Mà con nghĩ là cái tình yêu của các cô thì không có mà quản ngại đường xa để đến đây viếng mộ cậu Năm thì rất là quý luôn. Dạ. Rất là trân quý. Tụi em là ở đây nữa. Dạ, tụi con ở đây suốt từ 5 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Chỉ mộ của cậu Năm để chia sẻ cho bà con, cô bác ở khắp nơi trong và ngoài nước. Dạ. Hồi nãy con của cậu Năm đó chính là nghệ sĩ Bình Tinh cũng vừa đến đó cô. Nam mô A Di Đà Phật.
đô tán bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dân cô lô riêng mong đô lô phật xà gia đê na ha phật xà gia đê na ra 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 địa rì hì thăm hồng ra 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 ma ma ba ma ra mong đê la hì 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 dạ ta bà ha na ra công trì bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà rui thắng hiên ra dạ ta bà ha nam mô ha ra đa ca đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô hiên đa thư bàn ra dạ ta bà ha phong điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha phong điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha phong điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha thiên hồ M5S Bình Dương xin kính chào quý cô chú các anh chị đang xem trên kênh YouTube của M5S Bình Dương. Như các cô chú các anh chị thấy thì đoàn của các cô là rất là đông ha, đến từ Nha Trang và tất cả các cô đều là Phật tử. Thì hôm nay mục đích của các cô đó chính là ái mộ của cậu Năm đến để đọc những cái bài kinh để mong cho cậu Năm mau sớm vãng sanh về với cõi Phật. Thì bây giờ là giữa trưa rồi, 1 giờ trưa rồi. Dưới một cái nắng gay gắt của mặt trời ở giữa một cái nghĩa trang, như các cô chú các anh chị thấy thì không có những cái bóng cây, chỉ có những cái bóng dù của các anh YouTuber và đội bộ phận là ekip đang trực tiếp là che dù cũng như là hỗ trợ ghi hình để chia sẻ cho bà con cô bác ở trong và ngoài nước. Rất là tuyệt vời với những cái tấm lòng của bà con đã không quản ngại cái thời gian cũng như là cái tuyến đường rất là xa, lên đến là 400-500 cây số tận ngoài Nha Trang để vào mà viếng cậu Năm, đọc cho cậu Năm những cái bài kinh để mong rằng cậu Năm có thể là sớm vãng sanh về với cõi Phật. Rất là quý luôn. Thì 15m đứng ở ngoài xa ghi hình để chia sẻ đến bà con cô bác. Ở đây thì cũng có những cái khán giả khác ha. Đó, do là quá đông cho nên có lẽ là đang chờ ha, để được vào mộ để viếng cậu Năm. Hôm nay thì nghệ sĩ Bình Tinh, đó chính là con nuôi của cậu Năm Vũ Linh, cũng vừa viếng ha, vào lúc là 12 giờ. Phải nói một cái khung giờ rất là nắng nóng luôn. Nhưng mà chị Bình Tinh cũng đã dành một cái thời gian quý báu để viếng mộ cha. Thôi, dạ em đi. Bây giờ có em thì em phụ anh. Thì bây giờ 15m xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.